Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Chapter 1030 vẫn còn một vài ngày nữa thôi là chính thức ra mắt rồi. Và bây giờ thì mình đã có thêm những chi tiết mới cực kỳ hot về chapter này. Chúng ta thấy gần đây nhất là những trận chiến của Queen và Sanji đã hé lộ một cái nhìn thoáng qua về những bí ẩn đang xảy ra về cơ thể của Sanji. Bên cạnh đó, phía bên kia lâu đài, chúng ta thấy một cuộc chiến tuyệt vời giữa Killer và Hawkins. Kế hoạch của Killer cắt cánh tay trái của Hawkins là một kế hoạch rất tuyệt vời. Hôm qua thì mình đã cung cấp cho các bạn hai bản spoiler đầu tiên của chương 1030. Hôm nay thật nhanh chóng thôi, chúng ta đã có được bản đầy đủ và chi tiết nhất của chương này. Bây giờ thì hãy cùng mình theo dõi nhé. Tên chương có tựa đề Âm vang vô thường của vạn vật. Trong trang bìa, Brook cẩn thận để không dẫm phải những đàn kiến đang diễu hành. Chương bắt đầu trong một căn phòng của lâu đài đảo quỷ. Ở đó, X-Drake và Scratchman Apo nói chuyện mà không ai nhìn thấy họ cả. Apo chắc chắn rằng X-Drake là một gián điệp của hải quân. Nhưng hắn giờ phút này việc đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề là X-Drake có thực sự muốn giết Kaido hay không? Apo đề nghị X-Drake rằng cả hai có thể hợp tác để giành lấy mọi thứ cho mình sau khi cuộc chiến kết thúc, bất kể bên nào thắng hay thua. Trong một trang bìa đôi, Apo và X-Drake không ở một mình, vì đằng sau Apo, các number số 1, 2 và 3 đang ăn uống. Tên của chúng là Inbi, Fuga và Zanki. Nhưng hiện tại vẫn chưa rõ danh tính chính xác của từng kẻ. Chúng có vẻ đáng sợ và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tên number xuất hiện. Một trong số chúng có khuôn mặt hình bầu dục với râu dê, đeo kính râm và cặp sừng của nó trông giống như những chiếc râu nhọn. Tên đang ăn uống rất nhiều và lớn nhất trong số chúng có sừng rất dài và mái tóc xoăn dài. Người cuối cùng có tai yêu tinh với hoa tai, tóc dài và bộ ria mép xoăn lớn. X-Drake trả lời Apo. Người nghĩ rằng tao vẫn còn tin người sao? Apo nói, cả tao và mày đều không đáng tin. Tao đề nghị mấy chuyện này vì cả hai chúng ta đều có thể kiếm được lợi từ nó. Chuyển cảnh đến cầu thang nối tầng 2 và tầng 1 của lâu đài đảo quỷ. Nhóm của Usopp và Nami đang đi xuống tầng 1 để thoát khỏi đám cháy. Hamlet đang giúp họ, anh ta mang theo Komachijo. Đột nhiên, họ nghe thấy ai đó la hét rằng có một con quái vật bí ẩn ở tầng 1. Vì vậy Usopp và Nami chuẩn bị chiến đấu. Khi họ tới tầng 1, họ thấy phần dưới của Kinemon đang đuổi theo mọi người, trong khi anh ấy kêu cứu. Usopp lao vào Kinemon và ngăn anh ta lại bằng cách nắm lấy phần chân. Này, chờ xíu, ông đang làm gì vậy? Ông là Kinemon đúng chứ? Kinemon trả lời, cái gì cơ? Đúng rồi, tai hạ là Kinemon, tai hạ đang tìm đồng minh của mình. Usopp, mở mắt ra, đồng minh đây, Usopp đây. Usopp nhận thấy rằng Kinemon đang chảy rất nhiều máu và hỏi ông ấy có ổn không? Nami nói với Usopp rằng Kinemon không thể nghe thấy đâu vì ông hiện giờ làm gì có tai. Nami bước đến bên chân Kinemon và dùng ngón tay vẽ dấu hiệu mặt trăng khuyết khởi nghĩa. Nhờ vậy, Kinemon nhận ra rằng họ là đồng minh và nói cho họ biết những gì đã xảy ra với ông. Sau khi nghe Kinemon kể, Usopp quyết định đi giúp Kinemon. Usopp trèo lên Hamlet, dán phần dưới của Kinemon vào lưng hươu cao cổ và họ cùng nhau đi tìm anh ta. Kinemon nói với họ rằng họ nên đi đến tầng áp mái của tòa tháp bên trái thông qua một lối vào ở tầng 1 và họ nên nhanh chóng vì bạn của ông ấy đang bị thương nặng. Chuyển cảnh đến khu vực của Kinemon đang ở, cơ thể của ông ta bị cắt làm đôi. Kanjiro cũng nằm trên mặt đất và Kiku thì ngập trong máu. Kinemon rất ngạc nhiên khi thấy ông ấy vẫn còn sống sót dù đã bị cắt làm đôi. Kinemon, cú đâm đó rõ ràng rất mạnh. Vết cắt mà Lord Dono tạo ra trên người mình, cơ thể của mình không dính chặt tới lúc đó sao? Đây là một phép màu, nếu Kiku có thể được cứu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ Deden Mushi. Ở đầu dây bên kia, Orochi hét lớn lên. Này, trả lời ta, Kanjiro. Kinemon, đó là giọng của Orochi ư? Nhưng Kanjiro đã chết. Đột nhiên, Kanjiro tỉnh dậy. Vâng, Orochi đại nhân, tôi vẫn còn sống sót, nhưng tôi cũng sắp chút hơi thở cuối cùng rồi. Orochi nói, ồ, ta chúc mừng ngươi vì vở kịch hoành tráng mà ngươi đã diễn. Kanjiro, đa tạ lời vàng ngọc của ngài. Orochi, hãy nghe cách họ ca ngợi ngươi. Ta vẫn còn một sự oán hận, tổ tiên của chúng ta đang chờ đợi. Vẽ một cái gì đó ngoạn mục một lần nữa đi, vẽ nó đi Kanjiro, vẽ nên mối hận của gia tộc Kurozumi. Kanjiro, trong hơi thở cuối cùng, nhấc cây bút lông của mình lên. Hắn vẽ ra một thứ gì đó lên mặt đất. Orochi, vẽ lên sự giận dữ trong sâu thẳm của gia tộc Kurozumi, kết thúc mọi thứ trong lâu đài này. Đến vực thẳm, hãy xuống tận cùng của vực sâu. Dưới cùng của ngõ cụt đó sẽ là nghĩa địa của chúng ta, hãy làm tâm hồn của chúng ta được bình yên. Kanjiro, tôi sẽ mang đến cho khán giả màn cuối cùng của gia tộc Kurozumi, Kazenbo, đây là tên của một con quỷ Nhật Bản. Kanjiro cuối cùng cũng ngã xuống, nhưng hắn đã vẽ xong một con quỷ lửa khổng lồ. Nó trông giống như phần bóng của Kanjiro trong đoạn hồi tưởng của hắn với Orochi. Con quỷ có thể đi xuyên tường và mọi thứ nó chạm vào đều bốc cháy. Thuộc hạ của Kaido hét lớn lên, cảnh báo cho đồng đội đừng chạm vào con quỷ.
Đám lính thông báo cho toàn bộ lâu đài quỷ về sự xuất hiện của một con quỷ lửa đang nhấn chìm mọi thứ trong ngọn lửa của nó trên đường đi. Tình hình chung trên đảo được cập nhật. Momonosuke đang tạo ra từng chút hỏa vân một. Tại kinh đô Hoa, lễ hội thì vẫn đang tiếp tục. Brook và Robin tiếp tục chiến đấu cùng với tộc Minh. Marco, Izo và Kawamatsu cũng tiếp tục chiến đấu. CBO không còn ở trong phòng dành cho khách nữa, chúng đang đi đâu đó. Sanji và Queen, Zoro và King, Luffy và Kaido. Orochi đang ngồi trong một nhà kho ở nơi nào đó trong lâu đài, bắt đầu nói cười. Liên minh của Kozuki, hoàng đế của biển cả, bọn bay đã chế nhạo ta quá lâu rồi. Ta biết chứ Kaido. Ta biết rằng trong tầng hầm của lâu đài có một kho vũ khí tuyệt vời. Những vũ khí đó do ta tạo ra. Đánh lửa đi Kanjiro, làm cho mọi thứ bay nổ tan tành. Đừng đến muộn, Fukuro Kuju, chúng ta phải trốn thoát. Ta không quan tâm điều gì sẽ xảy ra trong cuộc chiến giữa những tên cướp biển này. Chuyển cảnh về phía Yamato, cô ta đang chạy về phía kho vũ khí và thuộc hạ của Kaido cố gắng ngăn cản cô ta nhưng không thành công. Trong một bản đồ nhỏ, Yamato băng qua lối vào của hộp sọ khổng lồ. Cô ta leo lên cầu thang khổng lồ của miệng đầu lâu và đang trên đường xuống tầng hầm. Đột nhiên, Yamato nhìn thấy một trong những bức tường của lâu đài nổ tung do một làn sóng năng lượng mạnh mẽ và nghe thấy ai đó hét lên. Hóa ra đó là tiếng hét của Big Mom, hét lớn lên Ikoku. Kid bay ra khỏi vụ nổ, người máy kim loại đầu lâu khổng lồ của hắn ta bị phá hủy. Big Mom cưỡi Prometheus đuổi theo và dùng Napoleon hợp nhất với Hera để kết liễu Kid. Khi Kid ngã xuống, một đoạn hồi tưởng nhỏ về cuộc trò chuyện giữa Kid và Law diễn ra một vài phút trước đó. Này Chavaga, năng lực của Mỹ đã thức tỉnh chưa? Law, ta vẫn chưa quen với nó được, nhưng ta sẽ sử dụng nó trong thời khắc sinh tử. Nó tiêu tốn của ta một đống thể lực, vì vậy ta sẽ giữ nó như một phương án cuối cùng. Kid đáp, ta cũng vậy thôi, nhưng rõ ràng ta và Mi không thể đánh bại con mụ đó bằng cách chiến đấu bình thường với mức độ này. Giờ thì cả hai ta đều phải sử dụng át chủ bài của mình. Trong khi Big Mom bận tấn công Kid, Law sử dụng một kỹ thuật mới có tên là Chrome và Anesthesia. Với Chrome, Law tạo ra một phiên bản nhỏ của Room. Law có thể cầm nó bằng một tay. Sau đó, với thuốc tê, Law phủ lên thanh kiếm của mình phần Chrome vừa tạo ra trước đó. Sau đó, Law dịch chuyển ra phía sau Big Mom và đâm xuyên qua người Big Mom từ phía sau, mũi kiếm đâm ra tận khỏi cằm của Big Mom. Law, nhờ có Chrome, ta có thể tạo ra sóng từ bên trong cơ thể mụ. Shockwave. Law gửi một sóng xung kích cực kỳ mạnh vào cơ thể của Big Mom. Big Mom hét lên đau đớn, máu và khói bốc ra từ miệng bà ta. Đám homie bị sốc khi thấy cảnh đó. Big Mom tấn công Law trong cơn thịnh nộ. Kid nhân cơ hội tấn công bà ta. Ta ban cho ngươi sức mạnh từ tính, Magnetic Power. Aside. Với tuyệt chiêu mới này, Kid đã biến Big Mom thành một nam châm khổng lồ nhờ sức mạnh thức tỉnh của hắn ta. Cơ thể của Napoleon được gắn vào đầu của Big Mom, nó bị hút bởi tứ tính. Điều tương tự cũng xảy ra với vũ khí kim loại của mọi người trong khu vực. Nhưng Big Mom không chỉ hút vũ khí, bà ta còn hút tất cả kim loại xung quanh. Big Mom, hả? Kid, giúp ta thoát khỏi đây, Chavaga. Đừng có ra lệnh cho ta như thế. Kid tiếp tục dùng chiêu Punk Crush. Trong một trang đôi tuyệt vời, tất cả các kim loại gần đó như cột thép đổ xuống với một khối lượng lớn lên cơ thể của Big Mom do sự tứ tính của bà ta. Thuộc hạ của Kaido trốn thoát khỏi khu vực đó khi các tòa nhà sụp đổ vì các mối nối kim loại đã bị hút mất. Rất tiếc là đến đây là hết chương, tuần sau thì vẫn có chương mới. Trên đây là toàn bộ chi tiết của One Piece chương 1030. Chúng ta sẽ phân tích kỹ các chi tiết này ở video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn. Và hãy bình luận ý kiến của các bạn ở phía dưới comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.